Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha phối hợp với các lực lượng chức năng của thị xã Phú Mỹ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Sự tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha. Công trình bị cưỡng chế có diện tích gần 2,5 ha thuộc khu đất gần 13 ha tọa lạc tại xã Châu Pha, được công ty cổ phần địa ốc Alibaba phân phối đất nền dưới tên là dự án Alibaba Tân Thành Center City One. Sau khi lãnh đạo xã Châu Pha hoàn tất các thủ tục công bố quyết định cưỡng chế, lập biên bản hiện trường, các phương tiện xe cơ giới đã tiến hành vào khu đất để cưỡng chế công trình sai phạm. Khu đất này rộng hơn 13 hecta đã được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như đường nhựa, bó vỉa hè, dựng cột điện, trồng cây xanh, đường cống thoát nước. Cột đá dựng ngay trước khu đất có biển hiệu khắc tên khu dân cư Alibaba Tân Thành, một chữ tín vạn niềm tin. Và theo giới thiệu của công ty địa ốc Alibaba, đây là dự án Alibaba Tân Thành Center City 1 có diện tích 13 hecta gồm 860 nền đất. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha cho biết khu đất này gồm 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn gọi là sổ đỏ, do ông Nguyễn Ngọc Sự, xã Ninh Hiệp, quận Gia Lâm, Hà Nội làm chủ sở hữu. Hiện mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Đây hoàn toàn không phải là dự án. Chủ đất chưa được cấp phép đầu tư dự án, không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng, tách thửa. Từ đầu năm 2018 đến nay, chính quyền địa phương đã phát hiện một số công trình xây dựng không phép tại khu đất này và đã cử lực lượng xuống xử lý, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đất 3,5 triệu đồng. Nhưng đến nay, chủ đất vẫn không thực hiện việc khôi phục lại tình trạng đất. Thậm chí, dù đã bị xử phạt, nhưng một công trình hoành tráng vẫn tiếp tục được xây dựng trái phép tại khu đất này. Trong đó có một căn nhà được sử dụng như một văn phòng giao dịch bất động sản do công ty cổ phần địa ốc Alibaba quản lý. Ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế, buộc chủ đất thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vì đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trường hợp này thì trước khi xử lý thì cũng đã làm theo các bước quy định của luật, thông báo gửi cái quyết định cho tới người chủ sử dụng đất vi phạm để hợp tác với địa phương để chúng ta bàn biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, các cái bước làm theo quy định của pháp luật thì chủ sở dụng đất không hợp tác và không thực hiện, mà buộc chúng tôi phải thực hiện quyết định cưỡng chế. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết, do dự án này quy mô lớn nên việc cưỡng chế phải mất nhiều ngày. Trên địa bàn của thị xã Phú Mỹ thì phải nói rằng là đến thời điểm hôm nay thì cũng cơ bản và hứa là cơ như là cũng cố gắng để hoàn thành cái việc khắc phục lại những hộ gia đình sử dụng đất không đúng mục đích vào cuối tháng 7. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, khi làm việc với cơ quan điều tra, đại diện công ty Alibaba cho biết từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018, tại khu đất được gọi là dự án này, công ty Alibaba đã phân phối 346 nền với tổng trị giá hơn 189 tỷ đồng và đã thu từ khách hàng hơn 102 tỷ đồng.